Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến thăm tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, tạp chí Sông Châu, Hội văn học nghệ thuật tỉnh. Cùng đi có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy. Phát biểu chúc mừng cán bộ, viên chức, người lao động Đài phát thanh và truyền hình tỉnh nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Đài phát thanh truyền hình tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đài phát thanh và truyền hình tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, quán triệt và thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, phải thực sự là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân, đưa chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những chủ trương chính sách lớn của tỉnh tới các tầng lớp nhân dân, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và Đại hội lần thứ 14 của Đảng, đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm trước, trong và sau đại hội. Thăm chúc mừng tạp chí Sông Châu, Hội văn học nghệ thuật tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà tạp chí Sông Châu đã đạt được, đồng thời trân trọng cảm ơn lãnh đạo Hội văn học nghệ thuật tỉnh, lãnh đạo, phóng viên, cộng tác viên của tạp chí Sông Châu đã luôn đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, giới thiệu các sáng tác văn học nghệ thuật góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh và con người Hà Nam đến với bạn đọc trong nước và quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tạp chí Sông Châu tiếp tục tuyên truyền chủ trương đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và về phát triển văn học nghệ thuật nói riêng, tích cực giới thiệu các sáng tác văn học nghệ thuật, các bài viết lý luận phê bình định hướng sáng tác dịch thuật, các tác phẩm nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh, tích cực đổi mới tư duy, phương thức làm báo trong thời đại số, bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí, không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung và hình thức để tạp chí Sông Châu phát huy thế mạnh của các loại hình văn học nghệ thuật, thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cộng tác viên của tạp chí, khuyến khích các nhà báo, văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm có giá trị cao về chuyên môn, giàu tính nghệ thuật và tư tưởng, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, làm giàu thêm đời sống văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà, tích cực thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tạp chí, chăm lo xây dựng môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, đổi mới để mỗi nhà báo, văn nghệ sĩ của tạp chí tiếp tục trau dồi, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, phát huy trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.